thiết bị màn hình gập khiến đối thủ khóc thét. Khoảng 2 tuần nữa, Microsoft sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu các phần cứng Surface mới. Nhưng trước khi sự kiện này diễn ra, các tin đồn về sản phẩm của Microsoft cũng liên tục xuất hiện. Theo The Vex, một bằng sáng chế mới đây của gã khổng lồ phần mềm được Windows United phát hiện cho thấy, Microsoft có thể đang phát triển thiết bị Surface màn hình có thể gập với bản lề bằng chất lỏng. Công nghệ bản lề thủy lực trên thiết bị Surface màn hình gập của Microsoft có thể giúp màn hình uốn cong dễ dàng và giảm áp lực lên màn hình của máy chất lỏng có thể được lấp đầy bên trong các hốc xung quanh màn hình linh hoạt giúp nó có thể dễ dàng uốn cong di chuyển đến các vị trí khác nhau microsoft được biết đến từ lâu đã tập trung vào việc nghiên cứu bản lề có thiết kế phức tạp và rất ấn tượng cho các thiết bị surface bằng sáng chế này mô tả về bản lề thủy lực với độ chi tiết rất cao hình minh họa bằng sáng chế cho thấy nhiều chi tiết bản lề thủy lực khá phức tạp với các cấu trúc để ngăn vật lạ xâm nhập vào phần chất lỏng rõ ràng Microsoft đã có những đột phá trong thiết kế để tránh một kịch bản xấu như đối với Galaxy Fold của Samsung. Điều thú vị nhất là bằng sáng chế được đệ trình bởi Microsoft Technology Licensing, có nghĩa là nó sẽ được cấp phép sử dụng cho các đối tác của Microsoft và các nhà sản xuất PC khác. Chưa rõ liệu thiết kế bản lề mới này có được áp dụng cho thiết bị Surface màn hình kép có tên mã Centaurus, được cho là sẽ ra mắt cuối năm nay hay không, hoặc rất có thể người dùng phải đợi thêm khi nó được trang bị cho các thiết bị màn hình gập Surface 2020.